Xin chào anh chị, em là Biển Xanh, nhà môi giới bất động sản. Chúc anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh ở đây để sẻ chia những lời khuyên, những kinh nghiệm giúp anh chị sớm tìm ra một vị trí an cư và đầu tư sinh lời sớm hơn một chút nhé. Trong video ngày hôm nay thì em lại tiếp tục có mặt trong khu đô thị du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới, nằm ngay mặt tiền đường tỉnh lộ 9 của xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với trung tâm Sài Gòn, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà là 35 km. Trong video ngày hôm nay thì em xin chia sẻ và giới thiệu đến anh chị một lô đất giá rẻ, chỉ có 990 triệu cho một lô đất thổ cư, sổ hồng riêng có sẵn, một lô đất hướng nam, dân cư vô cùng là đông đúc, đường nhựa, nước máy, vỉa hè, cây xanh quý anh chị nhé. Và lô đất của chúng ta ngày hôm nay đang dần xuất hiện trên màn hình ống kính camera. Từ căn nhà này mình đo sang bên trái là 4m và dài xuống phía sau là 11.35. Tổng diện tích trên sổ là 45.4m², đất thổ cư 100%, sổ hồng riêng có sẵn, pháp lý minh bạch rõ ràng, đất gò cao ráo xây dựng tự do. 4 dài 11.35 là đã trừ vỉa hè rồi anh chị nhé. Vỉa hè rộng 2.5m, lòng đường nhựa 6m. Xung quanh dân cư rất là đông đúc, đường nhựa chạy thông. Giá vô cùng là rẻ, chỉ có 990 triệu, giá này là giá bao tất cả các khoản thuế phí công chứng sang tên, không phát sinh bất cứ một chi phí nào nữa. Và giá này là giá chốt anh chị nhé, không còn thương lượng, chỉ bao thuế phí công chứng sang tên cho chúng ta mà thôi. Với cái tầm tiền dưới 1 tỷ, bây giờ anh chị đi tìm những cái vị trí mà có sổ hồng riêng nó cũng rất là khó kiếm, đường nhựa và có sổ hồng riêng. Chúng ta mua về là chỉ việc xây dựng ngay và xây là xây tự do. Hoặc là những anh chị nào mua để dành cũng như đầu tư dài hạn thì chúng ta mua những cái vị trí có sổ hồng riêng rồi, mình sẽ không phải lo lắng gì về vấn đề sổ sách nữa anh chị nhé. Mua đặt cọc công chứng sang tên về tên của mình ra rồi thì cất sổ hồng vào két sắt và cứ thế là chờ đợi khi nào chúng ta thích bán thì bán, bởi vì là sổ hồng riêng rồi. Và cái lô này 4 dài 11.35 anh chị mình xây dựng lên thì nó sẽ dài bằng căn nhà hàng xóm phía bên tay phải quý anh chị nhé. Mình có thể là xây một lầu, hai lầu là tùy mình, bởi vì ở đây là được xây dựng tự do. Và với cái lô này thì nó khá là vừa túi tiền, chỉ có 990 triệu mà thôi. Sổ hồng riêng có sẵn, chúng ta mua là đi công chứng luôn anh chị nhé. Quý anh chị và các bạn đang theo dõi video này thấy nó phù hợp nhu cầu tài chính của mình thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số hotline 037 730 4018. Biển Xanh sẽ dẫn quý anh chị xem đất và tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi. Chúc anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, bởi có sức khỏe là có tất cả anh chị nhé. Hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi nhiều video mới nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video lần sau nhé.